Dạ. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Tôn Quý, 30 tuổi. Tên cũng đẹp nha, ấn tượng nha. Dạ, tại vì mẹ em họ Tôn, ba em họ Nguyễn nên em ghép hai họ. À, dạ. Vậy à. Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, thì lúc trước là em làm bên trang trí nội thất được 3 năm. Nhưng mà hiện tại thì em mới nghỉ. Lý do nghỉ? Dạ, nói chung tình hình kinh tế khó khăn. Và bây giờ chúng ta xin mời bạn nữ. Chào em, mời em ngồi. Quá hot, quá hot. Rất là sành điệu. Chị chào em tên gì? Dạ, em tên Hồng Ni. Hồng Ni. Dạ. Ni năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 24 tuổi. 24. Em làm về cái mảng nào? Dạ, em làm sale. Cụ thể cái việc mà bạn làm là gì? Dạ thì em làm cũng làm sale á anh, bên trang trí nội thất. Cũng sale luôn? Dạ đúng rồi, về gạch, thiết bị vệ sinh mà hàng cao cấp nhập từ châu Âu á. À, vậy là dạ. Hôm nay bạn sale gặp nhau. Chúng ta sẽ giới thiệu gì về mình, tự các bạn sẽ marketing cho bạn để coi có sale được hay không. Rồi bắt đầu từ bạn nữ. À, sở thích của em mình tự giới thiệu luôn. Dạ thì công việc của em á là nhân viên sale. Thì sáng em cũng 9 giờ em đi làm tới 4 giờ em về. Rồi về nhà thì ăn xong rồi ngủ, xong rồi ngày mai tiếp tục như vậy. Trời ơi. Không đi đâu chơi hết à, không tiếp xúc gặp gỡ ai hết hả? Dạ thì có chị, nhưng mà em thì thích ở gia đình hơn. Sau khi nghỉ cái chỗ trang trí nội thất thì bạn làm gì? Dạ thì em cũng kinh doanh nhỏ nhỏ trên Facebook. Kinh doanh nhỏ nhỏ Facebook? Bạn có thể nói cụ thể về việc kinh doanh đó. Thì em bán quần underwear của Nam á. Bán quần underwear của Nam. Bạn nữ sẽ nghe bạn trai nói về tính cách của mình. Dạ thì tính cách của em á thì hòa đồng vui vẻ. Thì nhiều khi cũng hay tin người nên cũng bị dụ. Bị dụ như thế nào? Thì nói chung thì cũng nói chuyện thì ai nói sao thì em tin vậy. Chứ vì quá tin người đúng không? Dạ. Ví dụ tình cảm thì lại cũng vậy. Bạn bị dụ mấy lần vì tình cảm rồi? Thì nói chung thì cũng hai ba lần. Hai ba lần? Không nhớ nữa hả? Bạn đều là người bị dụ. Dạ cũng có dụ lại. Em có sợ không? Mày em nghĩ em là người bị dụ hay là người sẽ dụ người ta? Em nghĩ chưa chắc gì ai dụ ai chị. Em nghĩ mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là như thế nào? Đầu tiên là phải cao. Cao, tại chị thấy em cũng rất là cao. Em mà tướng là như người mẫu. Rồi gì nữa? Cao, thân hình nó cũng hơi vạm vỡ. Có cơ bắp rồi ha. Lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ. Em rất là hoàn hảo trong mắt của chị. Thế tại sao em chưa tìm được người bạn trai cho mình? Dạ hình như là em nghe đồn là em bị hơi kén. Em chưa tìm được cái hình mẫu của em thích. Tại vì cái hình mẫu của em là phải đẹp trai như anh Bình Minh vậy đó. Đẹp trai như anh Bình Minh vậy đó mới chịu hả? Còn bên kia sao? Bên đây đẹp trai giống như Bình Mực. Bạn nghe người mẫu, nghe cái tiêu chuẩn bệnh bạn thấy lo không? Dạ không, bình thường á. Bình thường á? Dạ. Theo bạn có đáp ứng được nhu cầu của nó không? Thì cũng tùy, tại chưa gặp mặt nữa. Với lại bên bển em chưa gặp mặt, có đáp ứng được nhu cầu của bên em không? Nhu cầu của bạn là như thế nào? Giống như ai? Phải Khánh Hằng. Khánh Hằng, thôi ơi. Bạn thích gì nhất của dáng của người phụ nữ? Dạ thì nói chung là cao khoảng 1m6 đến 1m65. À, rồi dạ. Gì nữa? Cái khuôn mặt ấy dễ nhìn. Có yêu cầu giờ ba số đo 3 vòng không? Dạ, số đo 3 vòng có càng tốt, ví dụ cỡ 86, 62, 90. Nãy giờ chị im lặng thôi, chứ chị cho em biết bạn nữ bên đây á là đạt hết 100% những yêu cầu của em. Em tưởng em ngon hả? Vậy em được Bình Minh không? Bây giờ em cao bao nhiêu em nói đi. Em không có được Bình Minh nhưng mà mọi người cũng nói em là cũng giống giống, ví dụ Lam Trường hay gì cũng được. Lam Trường hả? Hoặc là em Hoàng ngon. Anh á, diễn viên Hoàng Anh á. À. Dạ. Ngon sao ế? Tại vì nó ế với lại cũng có chưa gặp người nào nó thích hợp nên ế. Bây giờ tôi coi mặt trước. Tôi coi được đâu, hay không mà chảnh dữ vậy. Trời ơi, cao thì nhiêu? 1m6, 1m65. Ba giọng nhiêu? 86, 62, 90 hả? Lấy tôi được không á? Lấy đỡ chị đi cưng. Trời ơi, nó le lưỡi với tôi. Trời, cái gì vậy? Không phải em nhát ma. Đẹp trai chứ ha? Có bình thường. Cũng lanh lợi lắm. Lanh lợi, đốt chát dữ lắm. May mắn mà chọn được bạn gái đó. Mà mai mốt mà có kinh doanh thì nhớ giảm giá cho chị Tường nha. Dạ, ok chị. Giảm bao nhiêu phần trăm nói trước đi. Dạ, nói chung cũng 30%. 50 được không? 50 chứ thôi cho luôn rồi. Ờ vậy luôn đi rồi. Thôi cho luôn nha. Nhớ đó, nói là hứa là nhớ rồi nha. Dạ hứa. Khó quá. Khó quá.
Bây giờ mình chưa biết có chọn được hay không, nhưng mà mai mốt chắc chắn là bán quần giảm giá 50%. Nói chung đẹp trai, được. Dạ. Lam Trường ngồi đây nha. Dạ. Lam Trường biết hát nhạc Lam Trường không? Dạ em biết nghe thôi, nghe hát thôi. Phải có chữ hay là gì em mới hát được. Thì hát karaoke được đúng không? Dạ đúng rồi. Trời hung tôi đúng không anh? Dạ. Nghe lè lưỡi bên đây chu mỏ. Cái gì vậy? Dễ thương. Cảm ơn anh. Anh Hằng không? Cỡ gần đó. Ngang ngửa đâu vậy? Ngang ngửa luôn à. Thật sự là tôi cũng mới nhìn bạn rất ấn tượng. Chính xác. Ừ, rất là dễ thương. Nhẹ nhàng, quyến rũ. Quý phái. Coi bộ được đấy. Dạ. Tôi thấy rằng hôm nay về hình dáng, ngoại hình thì hai bạn có thể hợp với nhau. Dạ. Về tính cách nãy giờ hai người trao đổi thì tôi thấy cũng có nhiều cái vấn đề trùng khớp với nhau. Dạ. Vấn đề là chúng ta ánh mắt chạm ánh mắt, trái tim kề trái tim. Chúng ta sẽ có 2 phút. Chuẩn bị. Kéo rèm lên. Mời bạn. Chào bạn. Chào hồi anh. Nãy từ giờ. Từ, để tính giờ. Dạ. Từng bước, từng bước à. Thấy đẹp rồi nhào vô. Không phải, anh nghĩ vậy sao? 2 phút, bắt đầu. À, chào bạn, hồi nãy giờ bạn nói chuyện mình, bạn cảm nhận về mình như thế nào? Em thấy anh cũng tự tin. Dạ. À, cảm ơn bạn. Hồi nãy giờ anh chờ em lâu không? Chứ em chờ anh lâu lắm rồi đó. Chờ lâu là sao không hiểu cái... Nãy ngồi trong khi chờ lâu hơi lâu. À hồi nãy thì cũng đợi trên trển cũng lâu. Cũng có dự định là muốn bỏ cuộc. Vậy hả? Sao bỏ cuộc sớm vậy? Bỏ cuộc nhớ để số điện thoại lại được. Em sợ tội nghiệp. Ủa nhà bạn ở đâu? Dạ em đang hiện tại em đang ở quận 4. Quận 4 hả? Dạ. Cũng hay qua quận 4 ăn ốc ngay chỗ khu đó. Vậy hả? Tiếp đi, quảng cáo gì nữa làm luôn đi, nhanh lên. Sao em cười hoài vậy? Tại vì em quen rồi anh. Dạ. Tại em đi làm em cũng phải hay cười. Đúng rồi. Nhanh đi hết giờ à. Ta còn 30 giây nữa. Dạ. Nãy giờ hỏi hoài, bạn không hỏi gì mình. Nhìn đây nhìn tôi chi trời, đừng nói chuyện quan kết tôi nha trời. Anh thấy cái nếu như mà cái tiêu chuẩn anh đặt ra đối với em thì anh thấy được không? Thì được á. Tại vì hồi nãy cũng mình cũng nói chuyện là mình nói chuyện cũng để tìm hiểu nhau thôi. Rồi nói qua nói lại vậy thôi chứ nói chung thì mình tiêu chuẩn mình đơn giản á. Đơn giản hả? Nằm cái xuống nước rồi. Sao kỳ vậy? Hết giờ. Ok. Vậy bây giờ thời khắc quan trọng nhất đã đến. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định xem chúng ta có đồng ý kết đôi với nhau hay không. Nếu đồng ý hẹn hò, các bạn sẽ nhấn nút sau 3 tiếng đếm. Nếu không đồng ý hẹn hò, các bạn không nhấn nút, có nghĩa là chúng ta từ chối hẹn hò với nhau. Và bây giờ 3. Từ từ, mình có phải bản lĩnh nha. Suy nghĩ kỹ nha. Nghĩ sao làm vậy. 2. Đừng có rụt rè. 1. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Tôi thấy là bạn thở vào nhẹ nhõm phải đúng không? Dạ. Tại sao là như vậy? Tôi thấy bạn tại nói chung lên đây có nhiều người nhìn thì nói chung cũng hồi hộp. Hồi hộp có gì đâu hồi hộp, bạn thấy bạn gái xinh đẹp quá bạn hồi hộp đâu có đâu, thì cũng bình thường thôi. Gì vậy bình thường là tại sao? Tại vì đối với em á thì nói chung là cũng dễ nhìn hoặc là gì đó vui vẻ hoặc là hiểu nhau rồi này nọ, chứ xinh đẹp đối với em bình thường. Dạ. Vậy sao nãy đòi Minh Hằng? Dạ tại vì bên đây đòi Bình Minh thì ai bên em mới nói là Minh Hằng lại. Trả treo với nhau thôi, thấy còn em. Trong cái ánh mắt mà ảnh nhìn em nó cứ lưu ly, nó chẳng bao giờ nhìn thẳng vô mặt em để nói. Là có nghĩa là bạn nó thiếu tự tin đúng không? Nếu mà nói chuyện với khách hàng như vậy là 50% thất bại rồi. Vậy là bây giờ em đồng ý về để phụ ảnh bán underwear. Vì chị nghĩ rằng là sẽ bán đắt hơn mọi khi đó. Nếu như mà em không phụ ảnh bán, có thể là em sẽ giúp đỡ anh được. Tìm khách. Hay. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Và chúng ta sẽ đến với vòng quay sản phẩm. Yeah. Mời hai bạn nắm tay nhau để chúng ta cùng
đến những điều tốt đẹp nhất đang chờ các bạn, đó là sản phẩm của tôi, spa. Dạ, cảm ơn chị.